Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Chương trình này được bảo trợ bởi Công ty Lụa Thái Tuấn, Tân Hiệp Phát, Viện Thẩm Mỹ Cơ Thị, D&D Gel, dầu gió xanh hiệu quần ó của Công ty An Hiên Corporation, Usis Group, Dân Healthy Lunch của Công ty Hằng Lê và Teletron. Không thèm kéo mất vì đã có mời em thơm ngọt tựa sen hồng. Mày đứng lại, chồng tôi lắm. Mày đứng lại, mày đứng lại, tao giết mày chết. Mày đứng lại nè, tao nói mày nghe, đi đi liền. Bữa nay tao phải đuổi mày đi hả? 30 Tết tao cũng đuổi mày đi. Con vợ gì đâu mà ly lắm. Cái gì? Ông tối ngày lo ăn nhậu, không có chịu lo làm việc gì hết trơn hết trời. Ủa, mày nói mắc cười quá. Cuộc đời tao có gì vui đâu. À, tao ăn nhậu là đúng rồi. Dạ. Bây giờ tao hỏi mày, ruộng ai làm? Tôi làm. Việc nhà ai làm? Tôi làm. Con cái ai lo? Tôi lo. Mày lo hết, tao lo gì, tao nhậu. Ông nói vậy ông nghe được hả? Nghe được mới nói chứ. Tôi làm bao nhiêu chuyện đó là để cho ông có sức khỏe, ông đó đi mần. Ông kiếm tiền gì nuôi vợ con? Ông không làm gì, 30 Tết rồi mà ông coi trong nhà không có cái gì hết trơn, trời làm sao mà cúng rước ông bà chứ. Mày rước đi, mày thích thì mày rước đi. Đã biết trong nhà không có gì còn rước ông bà vậy làm giống ông gì? Không có nghe ngược vậy. Mà tao hỏi mày nghe nè, cái chuyện rước ông bà là chuyện của mày. Hồi xưa tới giờ ai cúng? Thì tôi cúng. À, vậy mày cúng thì tiện mày lo đồ cúng đi. Mất mớ mày nói tới tao. Ông nói gì mà không nghe được không Tư? Được xong được à. Tao thích nè, nè, chưa nói nha. Tại sao vợ chồng với nhau mà mày đi ăn cắp đồ tao mày giấu? Tôi ăn cắp cái gì? Mày ăn cắp 40 lít rượu của tao mày giấu. Trời. Tao mua để tao chuẩn bị, để tao nhậu Tết mà. Trời ơi, Tết trước tới nơi là không lo sắm trong nhà, còn mua rượu về để trữ uống. Bộ tính ngâm rượu mẹ con tôi hả? Cái mặt mày không là 50 lít rượu ngâm chưa đủ. Mày là phải ngâm một cái hồ rượu. Mày xuống nước còn tràn lên mà. Ông á, tối ngày nó ăn nhậu không à? Hả? Cái cây mai này nè, tôi trồng á, là đáng lẽ mùng 1 nó mới nở. Ông sai xỉn, rồi ông đi tiểu vô giờ nó nở sớm rồi nè. Con quỷ này. Ê, đây là nhà của tao nè. Ta đi về ta thích tiểu là ta tiểu nha. À, ta tiểu là do ta do ăn cá khô cho nên đạm nó nhiều, cho nên nó nở sớm. Còn bây giờ nói nha, con cái mày cũng dẫn về ngoại hết đi nha. Để ở đây đứa nào tao. Anh nói gì kỳ vậy? Con cái là hai vợ chồng nuôi. Bây giờ anh kêu tôi nuôi tụi nó là sao? Mày đẻ mày phải lo chứ. Cái gì? Mày đẻ ra nó mày phải lo chứ. Ông không làm lấy gì tôi đẻ. Mày nói câu này là mày vu oan giá họa cho chồng mày rồi. Ta làm gì đâu. Hồi mà ta lấy mày về ta mập bự con. Thấy không? Xong đầu lấy về xong xuôi. À, mỗi lần mày ấy cái mày thích cái gì cái mày cho tao uống rượu tao xỉn cái tao nằm nè. Tao nằm tao không biết gì. 2 tháng sau mày thông báo mày có chữa. Mà mày đẻ 14 lần tao lép còn nhiêu đây. Mày làm không cho tao ra đâu. Mày đổ thừa tao mày. Đơn giản. Tôi không ngờ là một người chồng nát rượu như vậy. Ê, nói chuyện nát rượu là sai nha. Tao uống là tao uống nguyên bình không, chứ không uống nát nha. Bây giờ đi. Đi liền. Anh... Đi. Anh đuổi tôi hả? Đi. Đó, trời ơi, không biết hồi xưa cái mắt thẩm mỹ của ta chừng nào mà ta lấy mày kìa. Ngáp như con cá lạng hay con. Anh đuổi tôi. Trời. Bỏ xuống. Mày bỏ xuống. Trời ơi. Trời ơi, ta nói mày nghe mày dở lên bao nhiêu người ói hết. Đi. Mày lì hả? Đi không? Nè,
Trước khi đi đem cái bàn thờ đi luôn. Tết tao nhậu tao không có cúng đâu. Anh cứ để cái bàn thờ ở đây đi, để cho ông bà chứng kiến có thằng cháu mất dạy. Mất dạy mà mất dạy hả mày? Dám nói tao mất dạy hả? Anh không có đánh tôi nha. Tôi nhịn anh bao nhiêu năm nay đó, là tôi sống giống như trong ngục tù vậy đó, chứ không phải tôi sợ anh đâu. Tại vì tôi muốn gia đình êm ấm, không muốn bà con là hàng xóm người ta nói là gia đình mình cơm không lành canh không ngọt. Bây giờ có cơm lành ngọt hay không mà nhìn hai người là biết ai ăn nhiều ai ăn ít rồi. Đi mày. Anh đuổi tôi nha. Đi. Nhưng mà ra duyên á, mà anh đem kiệu qua đó khiêng tôi đi, tôi cũng không có thèm về đâu. Mày xe bò kéo còn không nổi rồi đó mà khiêng kiệu. Đi ra đây. Anh đi đi. Trời ơi. Có chỗ nào mà lấy mỡ xa ta đưa con này vô lấy hết. Phẻ, bây giờ là phẻ ra. À, một mình một nhà muốn uống sao uống, không có bị cằn nhằn cửi nhửi cái gì. Gì hả hai? Mày đi đâu hả? 30 Tết mày ôm chiếu ôm lợi đâu hả? Tao thông báo cho mày biết một cái tin xét đánh. Cái gì? Tao con vợ tao nó đảo tránh tao rồi. Bây giờ nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa tao cái bịch xốp này với lại cái chiếc chiếu này. Mày coi tao sống làm sao, tao ăn Tết ở đâu? Vậy tao nói mày ngu quá, mày không làm theo lời ông bà. Ông... mày để con vợ mày nó ăn hiếp mày. Tao nói cho mày nghe, năm nay mày ăn Tết chung với tao đi. Hả? Bây giờ tao cũng một mình, mày bị vợ đuổi, tao mới đuổi con vợ. Hả? Hai đứa mình chơi xả láng năm nay. Ê, mày nói ông bà nói gì? Ông bà có cái câu là dạy con từ thở còn thơ, dạy vợ từ thở bơ vơ mới về. Ồ. Cho nên nó bơ vơ mới về mình phải dập nó lên. Ồ, vậy là ông bà mày, còn ông bà tao là khác. Sao? Mà đặc biệt ông bà của con vợ tao nó khác nữa. Sao? Đêm động phòng qua chút, tao chưa mừng ăn gì ráo trọi. Mày biết nó hát cái câu này nè. Câu gì? Dạy con từ thở còn thơ, dạy chồng từ thở tơ hơ mới về. Vậy tao nói mày nghe, mày không để ý cứ rước dâu nghe. Đó, mày cứ canh me cái bóng nó mày đạp. Là từ đó trở đi nó sợ mày. Ủa đạp cái bóng là mình làm. Là mình trên kèo nó. Ờ, tao đâu có biết. Bây giờ vậy, trải chiếu ra. Ờ. Bây giờ nhà tao không có ai. Ờ. Đó, trải chiếu ra tao với mày nhậu múc chỉ. Ờ, đúng người rồi. Người ta nói vậy nè, tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè, tháng 3 mới tới rượu chè. Ờ. Nhưng tao với mày sẽ uống từ 30 cho hết tháng 3. Rau. Anh tươi. Nhậu đi. Anh Tư ơi, thần tài đến bên anh rồi. Từ đây kiếp hàng gì sẽ không còn ở bên cạnh chàng. Kể từ đây đời anh may mắn đã gặp số hên. Anh sẽ đi lên từ đây phú quý giàu sang. Forget me not when you have a lot of money. Đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Ê, cái con vé lồ kia. Mỗi lần tao thấy mày lùn lắm mà bữa nay sao mày cao dữ vậy mày? Kệ em đi, anh xăm xôi quá à. Nó anh... quất cái cặp chuồng ba lá kìa. Ê, mày vô đây làm gì vậy? Em vô... Ê, tao nói nghe nè, được. Gì? Kỳ quá à, anh Tư kỳ quá à. Đực nó đi xa rồi, giờ tao có tên mới. Tên gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Lý mà... Nhã Nhị Ngọc. Tên gì mà kỳ cục hả? Mày tên khai sinh là Nguyễn Văn Đực. Cái chữ Đực giờ nó đổi lại rồi, nó lấy cái tên là Lý Nhã Nhị Ngọc. Cái ủa? Tên ê mà mày nhả hai hột ngọc đó chưa? Cái gì? Cái vụ mà có nhả được hai hột ngọc đó hay không phải tùy thuộc anh Tư. Ê,
mày đừng vô duyên, đừng nghe lời nó nói nha. À, đừng vô duyên nha mày. Hồi nãy em nói rồi á, đã cho anh rồi, xin anh chớ phụ tình em. Hả? Trời ơi, mày gian díu với con ngựa này à? Tâm bậy. Ê, mày nói cho đàng hoàng á. Tao làm gì tao cho mày gì? Em biết thế nào anh cũng lật lọng hà. Anh Tư vậy sáng nay trong bụi chuối đó, trong bụi chuối đó nhớ không? Bụi chuối gì bà nội? Lúc em cho anh, em có quay clip lại. Chết mày rồi Tư ơi, mày vô bụi chuối, mày tà te tí te với nó quay clip đợi nó đưa lên YouTube là nó tống tiền mày sạc máu. Chết cha mày rồi. Tà te bà nội mày. Anh hai làm gì tà te? Anh Tư, ê mày nói đàng hoàng á. Nó nghe nè, từ từ. Tao mới uống sơ chơi cho tao không có chỉnh rồi. Tao kỳ quá à. Cái chuyện mà tống tiền là anh Tư yên tâm đi. Em có làm gì đâu. Anh muốn cho nhiêu cho à. Cái gì? Dạ nhưng mà cái clip mà quay lại là có. Đây nè, hồi sáng lúc mà em bán trên 3 tờ vé số mà thiếu á, em có quay clip lại để làm bằng chứng. Trời ơi, tao bán vé số mà nó cũng quay clip lại làm bằng chứng làm gì mày? Dạ. Mày làm với ai vậy? Bây giờ mày qua đây làm gì? Em nói với anh Tư nghe nè, 3 tờ vé số mà em đưa cho anh đó, chúng độc đắc. À. Vậy? Mày mới nói gì? 1 tờ 2 tỷ, 3 tờ 6 tỷ. Anh trúng độc đắc 6 tỷ. Tao thiệt hả? Yeah. Mày thề đi, nếu mà nó không trúng độc đắc, cho mày chìm ghe mày chết đi. Em thề, em chắc chắn. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Ba tờ vé số. Mày để đâu? 3 tờ vé số trúng. Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Mày để đâu? 3 tờ vé số cái quần. Cái quần là sao? Anh yên tâm, bây giờ mình trúng 6 tỷ là anh mua 1.000 cái quần cũng được. Không. Tao để trong cái quần kia không biết giặt chưa. Trời ơi, kiếm đi lên, kiếm đi lên. Trời ơi. Ê, đừng quỷ. Hả? Đừng gì mà đừng. Ví dụ kêu mày bảo gì? Lý Nhã Nhị Ngọc. Nhã Ngọc. Dạ, Nhã Ngọc đây. Ok, chừng nào mày nhã kể cha mày, nhưng mà tao hỏi mày nè. Tao hỏi mày nè. Thì anh hỏi đi. Ê, mà trúng thiệt 3 tỷ, số 6 tỷ hả mày? Trời ơi, bán với số mà. Làm sao mà em sẽ trật được. Ôi chứ ơi. 6 tỷ. Gần Tết mà nó hơi thiếu ớn luôn ha. Dạ. Ôi ôi. Nghe nè. Gì? Đúng ra cái số đó là số của anh đó. Là sao? Sáng sớm em nghĩ tới anh rồi. Em phóng qua nhà của anh. Em định dâng lên cho anh. Mà lúc đó không biết á, anh ngồi trên cái phản anh nhậu đó. Xong biết anh làm gì mà vợ anh giận quá. Trời ơi, chị cãi quá. Xong rồi anh cãi với chị. Xong rồi chị đá xong phi. Anh dằn dính lên trên tường. Té xuống sập mặt luôn. Thì nó quýnh tao nè. Xong rồi lúc mà anh nhậm xuống, anh định ngồi vậy, anh định trả lời chị. Chị tán thêm 2 bạc tay nữa. Là cái lúc mà em phóng tới em khiều khiều anh đó. Em định bán 3 tờ giấy số cho anh. Mà anh không, cái số không có hưởng. Gì vậy? Tổ cha mày Nhã Ngọc. Sao lúc đó mày biết nó trúng rồi mà tại sao mày không đàn áp tao? Mày không quýnh tao, mày không neo đầu tao mày ngồi. Mày yêu cầu tao mua tờ giấy số đó. Em cũng muốn lắm anh ơi, nhưng mà ba cái vụ này phải có số hưởng nữa anh ơi. Ba cái vụ tiền 6 tỷ, trời ơi. Hôm nay tôi ăn Tết tiêu rồi. Trời ơi. Anh hai. Trời ơi, chết rồi, anh xỉu rồi, trời ơi. Đây em. Trời ơi, có dầu gió xanh của công ty Enhin Corporation. Vừa mới gửi về ông để em xích cho anh nha. Trời ơi, nè, cái hộp nó lấp lánh, vậy mới là hộp thiệt nha. Đó, người có tới là người Việt ở Mỹ. Là ai cũng phải mua một lố về để cho Tết. Đây nè, tỉnh dậy anh, tỉnh dậy. Trời, anh hửi dầu gió, anh hửi em. Tỉnh dậy. Anh mà có 6 tỷ chị đâu có đánh anh dữ vậy nè. Đúng rồi. Lấy dầu gió xanh đó, Enhin Corporation xức vô nha. Ừ, cái dầu này xức sao nghe nó êm quá. Dạ. Cho mượn coi. Dạ, coi. Thôi cho tao luôn nha. Ê, bậy. Đồ thiệt nha. Không phải anh nên dễ vậy. Ê, mày nói. Đứng lên. Sao anh Tôi? Tao đã kiếm ra 3 tờ giấy rồi. Nếu mà mày dò mà trúng, tao mua cho mày mấy chục lố cũng được. Cầm. Bây giờ là coi như mắt tao hết thấy đường rồi. Tao quéo hết rồi. Bây giờ mày dò coi chúng. Giấy dò đâu? Dạ, giấy dò thì mày đọc coi chúng không? Dạ, rồi. Mày coi nha, mày coi số nha. Không. Đọc đi. Không. Đọc đi. Không.
cái con quỷ. Trời ơi mày đọc mà. Dạ em nói là số 0 đó anh. À, số 0. Số 0. À, xin lỗi. Số 0. Ở trong đây có 3 tờ có đều có số 0 hết. Dạ, không, không. Không, không. Không, không, có luôn. 2, 2, 1. 2, 2, 1. 21 cuối đó. Trời ơi, số 21 yêu quý. Trời ơi, trời ơi. Không, không, 2, 2, 1. Ê, ta trúng rồi, hai ơi. Không, không, 2, 2, 1. Mày sẽ là đại gia rồi. Mày đại gia rồi. Tao sẽ là đại gia. Tao sẽ là đại gia. Tao nói cho mày nghe. Tao với mày không phải là uống rượu tới tháng 3 đâu. Uống rượu tới khi nào người ta cúng rượu thì thôi. Vậy là chết đó hả? Làm đại gia cái tướng đổi liền. Mày cho tao hầu mày nha đại gia. Anh Tư. Vậy. Trời tự nhiên giờ em thấy đẹp trai dễ sợ luôn vậy á. Khỏi cần khen. Nó nghe nè. Thường mà người ta trúng số mà 6 tỷ giống gì đó, tiền tỷ đó, cái người ta hay lì xì cái tiền hên cho cái người đem may mắn. Yên tâm yên tâm. Tao nói cho mày nghe nè được. Ê Ngọc. Tao nói cho mày nghe nè Nhã hai hột ngọc. Dạ. Tao không phải là người hẹp hòi. Dạ. Chắc chắn tao sẽ tặng cho mày. Dạ. Yên tâm. Dạ. Hôm bữa anh Tí á, anh trúng 2 tỷ là anh cho em 1 tỷ đó. Bây giờ anh trúng 6 tỷ nãy anh cho em 3 tỷ. 3 tỷ. 3 tỷ. Chắc mày má tao à. Tao còn con còn vợ tao nữa. Ở đâu cho mày 3 tỷ. Vậy 2 tỷ. Về đi. 1 tỷ. Mày lấy tiền làm gì? Dạ cứu cái mặt bằng số 1 này của em nè. Trời ơi. Trời ơi tao tưởng cái gì. Ba cái đồ quỷ đó hả. Tao ra giường tao hái cho mày cặp bự. Đặt vô ok. Ôi không có chịu đâu à. Mày quy qua cái con số đi chứ. Tự nhiên cặp bự. Tự nhiên để lấy cặp bự treo toàn tèn. Toàn tèn bị ghê lắm thôi. Cho tao nói mày nghe. Mày đứng mày nhói nhã một hồi à. Không cho một cắt. Báo cho mày biết vậy luôn á. Về đi về đi. Có tiền muốn nói gì nói nha mày. Không cho mày một cắt nào. Bữa nào mày tao kêu mày là thằng Đức. Thằng Đức. Anh không cho em phải không? Không. Anh nhớ. Anh nhớ không có cho em đi nha. Không cho. Em về đó anh hai. Ê Đức. Ê Đức. Đức nghe. Ê Đức. 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 Bây giờ đi lãnh. Bây giờ đi lãnh vé số. Đi lãnh vé số. Bữa nay 30 Tết. Đâu có ai cho lãnh. Đúng rồi. Cất đi, mày cất đi, mày cất đi. Cất chỗ nào? Mày cất đi. Mày cất làm sao? Lận. Nhét vô đây. Hộp, bỏ vô đây, bỏ vô đây. Bỏ vô đây. Nhét đây vô đây. Ráng giữ nha con. Mày để ông đó, yên tâm rồi đó. Yên tâm, yên tâm. Thôi bây giờ nhậu đi, nhậu đi. Uống nhậu đi. Bây giờ đại gia rồi, uống kiểu khác. Đúng rồi. Hồi xưa tao với mày là uống bằng cái ly với cái nắp không? Bây giờ đại gia uống kiểu khác. Uống sao? Mày nóng hả? Uống về hội lớn lắm. Sang năm năm hợi mà. Sao mày uống rượu giống heo nái nhà tao ăn cáo hả? Tao đã nói với mày rồi. Còn một ngày nữa qua năm hợi rồi. Đất coi ông nội ơi nó uống. Uống nữa đi. Uống cái dáng này đẹp nè. Uống nữa đi. Uống nữa đi. Tao chế vô cho mày uống nữa nè. Đó. Uống ha. Uống đi. Phê. Ráng uống thêm miếng nữa đi. Uống miếng. Mày xỉn chưa? Ráng uống miếng nữa. Mày xỉn chưa? Tờ vé số này, 3 tờ này là của mình phải lấy lại thôi. Tổ bà từ nào giờ tôi chưa thấy thằng nào ngủ dáng này nha. Dáng này y như nằm trong bụng má nữa trời. Không sao. Tao loại ra. Tao bẻ cặp giò gà này tao lấy ha. Sao nó ngủ khôn dữ trời. Trời đất ơi. Sao mà lấy được đây trời. Cái thằng này. Trời.
Con không được. Trời ơi, nó trở lại là chết. Trời ơi, trời ơi. Biết vậy đá ăn cái cho nó làm sải lai lấy luôn cho rồi. Ba tờ giấy số bây giờ nằm trong tay của mình rồi. Trời ơi, vô lẹ đi chị Tư hả? Anh Tư đâu? Anh Tư đâu, chồng ra đâu? Dạ vô đi chị Tư. Trời ơi, vô vô. Kìa anh Tư, kìa anh Tư nằm kìa. Trời đất ơi, tôi đi chút xíu mà lỏng nằm sai xỉn như một đống vậy nè. Dạ. Thiệt, bực mình nè. Trời đất ơi. Anh hai, anh vô nhà tôi. Anh là đàn ông mà nói chuyện một người phụ nữ với tôi. Chị Tư, hai lần chị Tư. Hai người phụ nữ lần. À, nói chuyện với hai người phụ nữ. Đẹp. Trời gì vậy? Gì vậy? Nhìn hai bà muốn ói đẹp chỗ nào? Giống như Hà Bá dưới sông trèo lên mà đẹp. Nè, anh nói chuyện với hai người phụ nữ mà anh để cái tay làm cái gì vậy hả? Tôi để cái tay tôi làm sao? Rút tay ra. Từ hồi. À. Bây giờ ông muốn để chỗ nào kệ cha không đi. Chủ ý là 6 tỷ. Sao 6 tỷ? Ừ, 6 tỷ chị. À. Nè, hồi nãy mày nói trong ông cắt ở đâu vậy? Hồi nãy em thấy anh nhét trong quần ảnh á. Trong quần hả? Dạ. À. Ủa, sao không thấy? Trời, chị chui vô quần ảnh đi. Tao đập cho mặt mày nha mày. Hay là nãy anh nhậu nhẹt ở đâu anh rớt ở ngoài mình kiếm ngoài đi chị. Mày xét thử coi. Anh hai. Gì? Nãy anh vô đi đứng đàng hoàng lắm mà sao giờ tự nhiên anh xòe vậy? Ê, kiến cắn người, kiến cắn anh hả? Mày không biết, con vợ tao nó quýnh tao giờ tao bị nội thương rồi. Thôi kệ không đi, bị lót kiếp. Hả? Chị Tư à, nãy giờ em nghĩ là chỗ nào mình cũng xét hết rồi. Ừ. Còn có một chỗ mình chưa có xét. Chỗ nào? Mấy giờ mình qua, mình giúp anh hai mình khám thương cho ảnh đi chị Tư. Ừ. Cái gì vậy? Cái gì? Hai người làm cái gì vậy? Cái gì? Đi. Quét. Trời đất ơi. Tôi đâu phải heo đâu mà kiên là thập quyết ăn Tết. Trời đất ơi. Nè, cái người đàn bà có tập tạ kia. Liệu hồn nha. Nè, nói cho anh biết. Con Ngọc nó nói với tôi là cái chuyện vợ chồng. Chồng tôi trúng số, độc đắc. Một tờ 2 tỷ, 3 tờ là 6 tỷ. Ha? Mà nó nói trước khi nó đi trong nhà này có 3 người thôi, đó là anh, nó và chồng tôi. Mà bây giờ tôi kiếm trong người chồng tôi không thấy một tờ giấy số nào hết, thì tại sao nó là như vậy? Chốt cuộc tôi suy nghĩ chỉ có anh. Nè, nói cho biết nha, nói cái gì phải có chứng cớ nha. Vu khống người ta cái tội ăn cắp, tôi thưa ra tòa ở tù mọt không à. Anh nói cái gì? Thưa chị Tư à, em thấy anh hai nói vậy là có lý đó. Ừ. Cái gì cũng vậy, nói có sách, mách nó phải có chứng, ra tòa mình mới bắt tội người ta được. Chị hiểu không? Đúng rồi, ông bà người ta nói cái câu đó là đúng rồi đó. Nói có sách, mách có chứng á. À. Bởi vậy em nói chị Tư nghe. Sao? Bây giờ mình phải xét thôi. Thà mít lòng trước được lòng sau chị Tư à. Như vậy. Anh lết đi đâu vậy? Anh lết lại vô đây đi. Lết xa quá người ta không có lấy được hình cái bản mặt gian xảo của anh đâu. Lết vô đây. Lết vô chỗ cũ. Con Ngọc tôi nói đúng. Tôi nghi anh lắm. Nghi gì? Tôi phải xét thôi. Nam nữ thọ thọ bất tương thân nha. Ha? Tôi là qua đã có chủ rồi nha. Từ à, chị cứ nhào vô à. Dẫu gì chị cũng là gái đã có chồng, chị nhào vô vậy người ta quánh tiết hạnh chị là đúng rồi. Ảnh nói đó, nam nữ thọ thọ bất tương thân, đúng không anh hai? Ờ. Vậy em được không? Gì này? Nè, mày dừng lại nha. Hai người này tính xâm hại tập thể tôi phải không? Gì? Anh hai, Tôi thưa đó nha. Anh thưa cái gì? Tôi thưa ra tà đó, tôi có luật sư Nhật Bổn mà. Này. Anh hai. Ngọc. Dạ. Mày làm cái gì mà ông rên dữ vậy?
Em mới có khởi động thôi à. Chắc tại anh nhạy cảm đó. Trời ơi. Chị Tấn, chị làm gì vậy? My, theo My. Chị Tấn, ông nắm giò ta. Ông nhổ lòng chân táo. Chị Tấn. Ôi gì? Chị Tấn. Trời ơi, anh tự tỉnh tỉnh vậy rồi. Mấy nghe nè, bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ chị phải giúp em lột xác ảnh ra, kiếm cho được, băng được ba tỷ số cho em. Dám đụng thân thể tao không? Trời ơi, dám, dám, dám. Ba tỷ số đâu? Trời ơi, ba tỷ của em. Ba, sáu tỷ này chị. Sáu tỷ này chị. Sáu tỷ. Dạ. Sáu tỷ là đâu vậy ta? Trời ơi. Nè, ông lượm ở đâu ra cái bộ đồ thi gớm vậy? Chị Tư, tôi muốn mặc bộ đồ này lắm hả? Không phải đâu. Dạ, em là em thích màu mè lắm đó. Dạ, kim cò là em thích lắm, em còn chưa dám bận bộ đồ đó nữa. Mày công nhận nha, anh gan dễ sợ luôn á. Anh hai, mày tao nha mày. Con vợ tao nó đuổi tao ra khỏi nhà, nó đưa con bộ mà bị lộn bà, mày ăn vừa đầu rồi đó. Khi nào anh không bận nữa cho em nha. Con bộ này biết tao đi ngang xào phơi đồ. Là bộ tập yoga của nó, tao hốt tao mặc để tối tao ngủ, mày biết chưa? À, chị Tư, thôi bây giờ ông muốn bận gì kệ không? Chị Tư, anh biết bữa nay nó mới lòi mặt chuột ra nha. Anh là một người bạn nhậu của chồng tôi mà anh tham lam, anh dám phục rượu ảnh. Anh ăn cắp 3 tờ giấy số 6 tỷ. Không có, tôi mượn vốn làm ăn thôi. Mượn cái gì? Chị Tư, thôi, bây giờ mình kêu ảnh vậy để mình là lãnh tiền đi. Còn dạ. Cái ông chồng này nữa. Phụ chị chở. Đỡ anh lên. Dạ, dạ. Dạ, em Tư ơi. Ốm mà nặng như quỷ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, hai người đẹp đỏ quá mà. Anh Tư tỉnh vậy. Ôi, bớ anh Tư. Ê, tỉnh gì chưa? Em Ngọc đẹp. Ai cho mày về? Vâng, nghe là đâu biết mày về. Ai cho mày về? Tôi không về làm sao là giành được cái tài sản của ông chứ. Hả? À, sao? Tôi nói cho ông biết. Có vé số rồi. Kể từ ngày hôm nay, trong nhà này tôi là trùm. Ông mà uống một giọt rượu đó hả? Thì tết ai đi nè. Anh không cần đi chơi. Đi chơi nè. Ôi trời ơi. Ủa sao cái thế này nó giống mình đã gặp ở đâu rồi trời? Vợ anh mới dạy cho tôi đó. Hả? Vậy là con quỷ vợ mình nó có học trò rồi. Sớm này thế nào cũng có nạn nhân như ta thôi. Anh đừng cam ra nữa. Đi ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của anh. Thì tôi ở đây làm chi nữa? Đi. Anh cứ đi. Đất. Hãy. Đất gì? Ngọc. Dạ. Yeah. Mày làm ơn mày lấy tài sản tao bển giùm đi. Lết qua mà lấy cái tài sản của anh. Cái con người gian trá, lừa thầy phản bạn. Con người của anh, tôi nói thiệt với anh á, bây giờ không có ai được sai tôi hết á, ngoài trừ chị Tư. Chị Tư nè, chị Tư 2 tỷ mình nè, chị Tư. Mình. Cái trời ơi. Đồ, cái thứ thấy người sang mắt hoàng làm họ. Cái thứ của mày là cái thứ. Anh nói thứ gì anh hai? Anh nói thứ gì? Mày muốn hỏi hả? Thứ gì? Cái thứ của mày dù ước mơ cho lắm thì không bao giờ mày nhả được cặp ngọc ở đâu. Tôi có nhả được cặp ngọc không? Đâu đến phiên anh cho, mà phải là do chị Tư cho. Ba tỷ nha chị Tư. Đừng có hòng, ăn ở bất nhân sắc đức, nó sẽ toàn ten trên người mày suốt đời. Mày là một con quỷ nhiều chuyện. Đáng lẽ mày để cho tao lấy 3 tờ giấy số, tao lấy 6 tỷ đi. Tao có thể chia mày là 3 tỷ, mày biết chưa, đồ con ngu. Anh nói tôi nhiều chuyện hả? Chứ còn gì nữa. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Bây giờ tôi mới nhiều chuyện nè. Chị Hai. Trời ơi, 30 Tết mà chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ nè. Chị Hai. Ê con ngựa vé lộn. Chị Hai, tao lấy có 6 tỷ nha mày. 60 tỷ nói, mấy chục tỷ là sao? Cái gì? Lâu nó mới nhậu một lần. Mà mày đưa ba cái cherry ra làm chi, sao có ngồi nhậu cherry vậy? Trời ơi chị ơi, chị xỉn rồi. Xỉn gì, lâu phụ nữ phải nhậu cho phục vụ mấy vợ chồng. Để còn mấy vợ chồng mới biết được đó. Trời đất ơi trời. Chồng tôi đây sao? Dạ chồng chị đó chị. Thấy cái muốn tỉnh rượu luôn rồi. Ông thấy hình ảnh của ông chưa? Bà đàn bà mà cũng uống rượu hả? Tôi uống cho ông nhìn thấy cái hình ảnh mà ông uống đó. Rồi tôi phục vụ ông bao nhiêu năm nay,
Tại sao ông lấy cái bộ đồ tập yoga của tôi mặc tới gớm vậy? Bà cho tôi có một bộ tôi đi ra đường, không lẽ tôi mặc bộ đó cho hôi hám, tôi phải có bộ thai chứ. Trời đất ơi, chồng con mà đang nhậu mày đưa con vô chi vậy? Đi vô đi nghe. Tôi đang nói gì là gì vô cho nó ai vô. Tôi không có nhậu nhẹt, có xỉn gì hết trơn á. Kêu tôi qua đây làm cái giống gì đây? Dạ Tại dạ, sao dạ. xuất hiện đây? Trời ơi chị hai ơi, chồng chị ăn cắp của người ta 60 tỷ thế chị. Cái gì? Dạ. Quỳ xuống. Cái gì vậy hai? Tôi dạy anh làm sao? Hồi tôi mới lấy anh về tôi nói rồi, dạy con từ tở còn tơ, dạy chồng từ tở tơ hơn mới về. Lúc đêm động phòng tôi lột đồ ông ra, tôi quánh một trận lên đền rồi. Ông chưa sợ tôi hả ai? Tại sao bây giờ trời ơi nghèo cho rạch sạch rách cho thơm? Tại sao đi ăn cắp giặt vậy? Ăn cắp 6 tỷ mà giặt cái gì? Cái gì? 6 tỷ? Dạ 6 tỷ. 6 tỷ? Ờ. Ăn cắp được không? Không, nó lấy vợ rồi. Sao ngu vậy? Trời đất ơi, đi ăn cắp 6 tỷ để cho tôi bắt được Văn Dũng không? Trời ơi. Bởi vì mình kìm hãm thú tính lại. Mùng 3 mình quýnh tiếp chứ bây giờ đầu năm đầu tháng mà hai chị đánh ảnh vậy rồi sao ảnh ăn Tết? Quánh cho bỏ cái tật ăn cắp. Dạ yeah. Được rồi, nghe lời mày, tạm tha cho ông đó. Quánh cho bỏ tật nhậu, ngồi vậy. Rồi vậy đi. Bỏ rượu, nhất định bỏ rượu. Bây giờ con vợ nó học võ rồi, tôi bỏ rượu. Nghe đó. Chào con đi về. Dạ, rồi. Nhân dịp năm mới, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh YouTube của Thiên Nga. Trung tâm Thiên Nga sẽ mang đến cho quý vị những chương trình với nội dung phong phú hơn trong năm mới. Xin cho chúng tôi biết những sở thích chương trình giải trí mà quý vị muốn xem bằng cách comment dưới mỗi video. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký subscribe. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Giờ mặt thì gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kể tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì. Tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà gì đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. Em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè, em liều mạng đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Lý do chánh á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Nhưng mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè,
phải ở một con vợ ốm nhôm mất nhắc ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con á, cô để dành nuôi tôi không có dành đâu, nghe chưa? Mà tôi nói cho cô biết, tôi không giấu gì cô, bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa, nhưng mà em lại anh gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này á, tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày, cô nghe chưa? Ổ ăn mày, gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi, cái áo nè, nó xúc chỉ em mới giá xong đó, anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái giọng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ, tặng em cái nhẫn baccarat chứ gì, chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ừ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu, mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó. Tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chú nha. Bye em. Ú, trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 li 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 li. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày, tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ xin lỗi, chào bác. Bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là có em.
Anh Thêm à, em nhận rồi phải không? Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo có ban tôm khô bị cháy. Anh em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi, trời còn khuya à. Thôi mà em, dầu gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Thôi. Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha. Nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi anh, 4,000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chừng té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó xúi bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trọng làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á. Tôi hỏi mau thấy là sao? Em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Cái nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Các bạn nói muốn mau ăn phải không? Chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết tôi quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi không biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông, trời ơi, thằng điêu lơ nó quay o o o, cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7,000. Ôi may mắn quá. Rồi từ 7,000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4,000. Đi học neo có 3,000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4,000 đồng bạc. Tôi vũa neo, tôi vũa 5,5, bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh che tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em anh lời được 10,000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10,000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10,000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4,000 mà hút cái eo hết 10,000. Mày nằm không, mày lời 6,000 mà mày không chịu.
Nghĩ sao hả? Thôi mà. Hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nói chứ, em ơi, đứng cạnh em á hả? Anh được như dựa vô Tùng vô Bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như Tùng vô Bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô Tùng vô Bách. Thế thì nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. À đúng rồi. Biết nó sao không không đâu, nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi ông. Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng giàu sang sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả? Anh mới nghe nó tà nè. Tao kêu tà là tao lấy đại liên tao nã mày tà ta cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Ta. Rõ ràng. Hổ là anh nghe tà rồi. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à, nhìn cứ hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Con này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ mình tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Thôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con Lisa đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn rồi đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông đó. Mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là đi ra vậy đấy hả?
Hồi đó cái áo giá thằng miếng ở trên cái vai đó thôi, tám thẹt đâu để lại, bây giờ mặc đồ thì gốm không. Thôi mà, bỏ qua đi. Anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn thôi lại. Được rồi, nha. Em nói cho anh nghe nè. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không? Anh về đây với mẹ con em là được rồi. Em không muốn con em nó ra đường á, nó không có cha. Anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì, rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi, tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind. Never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh biết. Yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị đi vậy? Tắm, đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông, nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it. Do it. Yeah. Together. Yeah, yeah. Buồn. Buồn. Không nói nên lời. Thần tiên mà nó coi như là cái gì, nó không bao giờ nó chăm sóc, nó để ý. Mình là thổ địa, mình canh cái nhà cho nó biết bao nhiêu ngày, nhiêu tháng. Nó có thèm đói hoài tới đâu. Đi miết. Hai vợ chồng với đứa con đi miết. Không có ngó ngàng gì, có ông bạn ngồi kế bên ông cũng đi miết. Bỏ một mình bơ vơ lạc lõng. Nhiều khi nghĩ lại muốn rơi nước mắt. Tôi nè. Trời đất ơi. Đi đâu dữ vậy? Đói bụng quá. Mấy ông bên kia gọi điện thoại qua bên bển chơi. Ông nào? Mấy ông bên nhà bà Ngọc Quang á. Mấy ông nào thần tài thổ địa bên bển đó hả? Qua bển làm gì? Qua bển coi mấy ông ăn. Ăn gì? Coi mấy ông ăn cái gì, ở đây nó cúng toàn trái nhựa, không có ăn được đâu. Bên kia coi người ta cúng tới bắt ham. Nhà ai? Nhà bà Ngọc Quang. Ngọc Quang, cái bà bán học sàn á hả? Châu trời. Ở đây 8 ngày nó mới cúng được trái chuối. Bên kia 8 tiếng bà cúng con heo quay. Trời ơi. Bởi tôi qua tôi sẵn tôi dẫn mấy ông đi khám bệnh luôn. Là dẫn thần tài thổ địa bên bển đi khám bệnh luôn hả? Ủa sao bệnh? Mỡ trong máu. Làm gì mỡ trong máu? 8 tiếng ăn con heo không mỡ trong máu sao được. Trời ơi bà. Sẵn nó ghé nhà Bằng Kiều. Ủa ghé nhà Bằng Kiều chi? Trời ơi nó cúng tới ham luôn. Cái trang ở chỗ này mà nó cúng dài ra tới đây nè. Trời. Bánh rồi đủ thứ hết. Nó bài dài vậy đó hả? Có cái ông điếu hút thuốc lào nữa. Trời ơi, nó cúng nó vàng mặt thần thánh luôn á hả? Cúng gì cúng dữ vậy? Cũng có ông điếu hút thuốc lào luôn mà. Không mà cũng phải ông ơi. Nó ca sĩ mà. Nó đi hát tiền quá trời, nó cúng nhiều. Hiểu không? Bữa nào hết nhiệm kỳ ở nhà này mình đổi qua nhà mấy thằng Hề đi. Qua xin mấy nhà nào nổi tiếng á nó cúng vậy. Qua nhà Quỳ Linh đi. Trời cái thằng đó giờ nó cũng có tiền lắm á. Sai lầm. Ca cái gì? Đọc báo thấy nó xây cái nhà gì bự quá trời tiền. Đó là ông đọc báo thôi. Báo nó nói xạo á. Báo nhiều khi nói nó chết mấy lần rồi. Vậy đó hả? Nói nó mổ cổ họng bị đột quỵ, bị bất tỉnh gì đó mấy lần rồi. Qua nhà nó là ăn mắm chết mẹ luôn á. Trời đất ơi. Kiếm nhà khác. Thôi, tôi nghĩ là xong cái nhiệm kỳ nhà này á, là tôi phải qua một cái nhà nào đó mà cái thằng chủ nó phải sang trọng chút xíu, hiểu không? Nó phải gọi là ăn uống là nó sang trọng chút xíu. Trong có qua nhà Chí Tài. Thôi bỏ đi nha, bỏ cái tư tưởng đó là bỏ đi nha. Tôi ở nhà nó nhiệm kỳ 20 năm tôi biết. Mỗi lần nó cúng một cái bánh bao là trời mưa 4 ngày. Bỏ đi. Ủa là sao?
không ai ăn của nó được đồng nào đâu. Thằng Hoài Linh nó còn cấp cho thằng Chí Tài một cái kim bài miễn trả mà. Ăn là không để Chí Tài trả tiền đó. Trả tiền là trời mưa. Thôi vô ngồi, vô ngồi. Hèn chi. Đói bụng quá. Ơi, nó cúng trái cây nhựa mà ông ơi. Thì bởi vậy đói bụng quá, qua bên kia hử không mà no. Ơi, bởi ta nói mình á, mình phù hộ cho nó hoài mà nó có cúng gì đâu. Ăn rồi nó xin không chứ nó không cúng. Mà cái gia đình nó keo kiệt nè. Đốt đèn cây lát gì nó thổi tắt bây giờ nó hao. Bởi vậy đốt chơi vậy thôi. Ê, thằng chồng về, thằng chồng về. Alo, làm sao? Tại sao nó có trường hợp nó xảy ra trong căn nhà này chứ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không có muốn tình hình căng thẳng như vậy, thấy chưa? Để nó đi. Cái này gặp nó căng thẳng hả? Ai biết, có lúc nào nó dùng nó tới tầng căng không? Phải cúng mới được. Đó, đó, không, sắp, không, sắp không, được không, ăn, không, sắp, không, sắp không, được sắp được ăn. Sắp được ăn, sắp được ăn rồi. Mừng quá. Sắp được ăn rồi. Ê, thằng này mới đi hơi mập nha không? Thằng này mới đi hơi mập đó. Ai mà đốt đèn cây cho nó tốn vậy? Thấy chưa, thấy chưa? Nói từ đầu rồi. Bà nội cha nó, nó cúng thần thánh mà nó đưa nguyên cái chảo vô mặt vậy đó. Né né ra đi, xui lắm, xui. Ông điên quá, cái này thâu hình mà nó đưa vậy mới thấy mặt chứ. À, thôi đi, không có cúng gì trơn trời á. Nhang mà nó còn cho hử, ông thấy không? Ghê, keo kiệt quá mức. Ông cười cái gì? Hả? Bà nội cha đó, thổ địa cái logo là phải cười chứ. Trong nhà này bao nhiêu chuyện buồn vui lúc nào cũng cười là sao? Hả? Địa là phải cười chứ sao kỳ vậy? Ai biết à, ông ăn ở sao mà nó chửi ông hoài. Ông nữa. Ông là thần tài hả? Tôi xin bao nhiêu tài lộc không bao giờ có. Mất tiền hao của không à. Mày có cho ăn đâu mà tao phù hộ. Bà nội cha nó, hồi nó mới thỉnh mình về đó, đứa nào nó lấy mặt hồng hào, nó chửi riết mà phai màu luôn à. Ông đổi tên đi ha. Đổi tên hãm tài đi chứ không phải thần tài đâu. Mày nhớ cái câu này nha. Tao mà hãm là mày chích bà mày đó. Ôi, tôi nói thần thánh mà nó bổ bán như vậy làm sao mà nó có phước thần được. Bởi vậy. Còn ông nữa. Xin xin xỏ xỏ, không bao giờ ông cho gì hết trơn đó. Tôi xin biết nhiều lần rồi. Trời ơi trời. Bà nội cha nó phun mà nó phun. Trời ơi, mới ăn bún mắm hả? Tôi nói thiệt á, nhắc tới hai ông á hả, là tôi cạn lời luôn. À, cái thằng này chắc tôi hiện hình rồi, tôi bẻ cổ nó quá. Đúng rồi, tôi nói thiệt ông á, nhiều khi ở trong cái nhà này thần tiên cũng phải nổi điên vậy đó. Nổi điên là phải rồi. Chứ nó nghe hả? Vô tình thôi, trùng hợp thôi. Tôi muốn ra đây tôi nói cho hết ý của tôi. Tôi nói thiệt, nhìn hai ông đó hả? Ủa sao mất rồi? Nó thấy luôn hả? Nó làm sao nó thấy được? Nó đoán mò á. Cạn lời. Mệt. Thà mày cạn đi, mày còn lời mày chửi không. Ngồi đi. Gia đình gì đâu mà tiếng. Mỗi lần gặp là nó chửi. Ông tắt luôn cái đèn này đi, để tôi hít ra vô mắt ông ung thư nữa. Hồ biến. Hồ biến. Ờ, không có gì ăn á. Bây giờ phép nó cũng phai mờ hết trơn hả? Nó ngồi dây hoài. Ê, hot girl, hot girl, hot girl. Con vợ đó, con vợ. Ê, mới được giải đó. Á hậu. Thấy mặt nó bình thường đúng không? Bình thường là cái mặt không bánh cấp đúng không? Bánh cấp lên cũng bình thường. Ông sao ông thần thánh mà ông soi mói người phàm chi? Thiệt chứ bộ, nó làm gì nó ngồi nó khóc hoài vậy? Ai biết. Ê, nó buồn tội nghiệp á. Ơ
còn phải thắp nhang, con xin ông địa ông tài phù hộ cho con. Xin ông tài nào? Thần tài đó, nói tắt đó. Lỡ nó xin chí tài sao? Có đâu, thằng đó ai xin mình nó cho. Dạ, con lạy ông thần tài, thần địa, ông thổ địa, ông phù hộ cho con. Ông phù hộ cho con. Trời ơi. Con ngày nào con cũng cầu xin hai ông, con cúng trái cây cho ông hai ông, ăn ngập mặt hết trơn mà hai ông không phù hộ cho con gì hết trơn vậy. Trái cây kìa. Trái cây mà nó còn để nguyên trên cây sao dám ăn? Con cúng trái cây quá trời mà hai ông chịu ăn, hai ông chịu phù hộ cho con gì hết trơn vậy? Tao ăn cho chết bà tao hả? Mà sao nó cúng kiến mà nó ăn mặc thấy ghê quá đi. Tao nói ông rồi, bây giờ con gái bây giờ nó không ý tứ đâu. Nó đi tới mấy chỗ linh thiêng mà nó mặc quấy ngắn, nó mặc đầm ngủ. Chứ cha con quên, ăn mặc hớ hên quá à. Để con xin lỗi ông Tài với ông Địa, để con quay ra đằng trước. Cha con xin hai ông. Trời ơi. Dạ, con... Trời ơi. Ông nói làm gì để bây giờ nó cúng phao câu kìa. Nó làm sao nghe được? Nó tự thấy chứ nó làm sao nghe được? Đàn bà con gái gì đâu. Không, nhưng mà cũng được. Con này nói vậy chứ mà nó cũng còn xinh. Không phải như thằng chồng nó chửi mình không à. Nó hiền lành, nó nhẹ nhàng là tôi thái rồi. Tôi sẽ cho nó đó. Tôi nó xin đi tôi cho liền. Mà sao hai ông mắc dạy vậy? Cúng hoài à, xin hoài à, mà không bao giờ cho gì hết trơn vậy? Thần tài thổ địa gì mà kỳ cục vậy? Trời ơi, thần tài thổ địa phải linh thiêng chứ. Chứ để người ta xin hoài à, mà không có cho cái gì hết trơn vậy? Vừa vừa phải chứ. Trời ơi, tao nói thổ địa gì mà ăn cái gì mà tao nói bụng mỡ không à. Mỡ bà nội nó chứ mỡ. Thổ địa người ta bụng chà bá. Thổ địa này không có gì ăn, cứ ốm nhách ốm nhiều. Trời ơi, thổ địa này nhìn giống như mỡ trong máu vậy à. Trời ơi, cái mặt ngồi cười hoài mà không có phù hộ gì cho chủ nhà, gia chủ gì hết trơn à. Bực bội hết sức à. Ông ăn nữa sao nó chửi ông không? Còn ông nữa à. Ông thần tài gì đó mà thì người ta thần tài mặt ta phải tươi vui đúng không? Thằng tài tao nó mặc như con khô hối vậy à. Râu thì ghét à. Thằng tài tao râu dài vậy đó, râu cục ngủ à. Bà nội mày, người ta nói đói mọc râu, râu rụng tóc đó. Bây giờ tao đói tao rụng râu hết rồi. Qua bên nhà mấy người mà được ăn râu mấy ổng thấy ham dài tới đây. Vậy đó hả? Râu tôi giờ không còn cộng. Đói quá mà. Thằng tài thổ địa gì mà không có linh thiêng vậy trơn à. Nhìn là thấy là hãn tài à. Không có nói gì nữa hết á. Cạn lên. Trời ơi. Không hiểu sao thằng chồng nó lấy con này làm vợ luôn á ta. Hai đứa nó được câu cạn lời nói hoài. Cái gia đình gì đâu mà nó gặp thần thánh nó chửi không. Thôi tôi nói đúng mà. Hết nhiệm kỳ xin đi chỗ khác cho rồi. Khổ quá rồi. Tôi hết nhiệm kỳ tôi qua nhà Minh Tiết đó. Con đâu không biết có cúng không á. Có, con nó số nào Thúy Nga nó không cúng. Nó lên là thấy bưởi không. Mà nó cũng hay xinh lắm nha. Nó hay xinh lắm. Chứ nó chút ngày nó lên Thúy Nga là cái nó xinh hoài. Nó xinh hoài. Không biết nó xinh cái gì mà nó xinh hoài. Cứ về vì cọt action là nó xinh. À vậy tôi biết rồi, tôi thấy rồi. À. Lời nói đầu môi, anh ở chót lưới đầu môi. Đó. Nó xinh hoài, nhỏ kỳ. Ê, ê, ê. Thành viên cuối cùng của gia đình, con của hai vợ chồng. Khổ quá. Quá là khổ. Khổ, khổ, khổ. Tại sao khổ? Con nít người ta mới sinh ra, người ta khóc ngoe, ngoe, ngoe. Cô em mới sinh ra, em khóc đẹp, đẹp, đẹp. Dạ, đẹp là hồng nhan bạc phận, em phải khổ thôi. Khổ quá. Cô lại hai ông. Cô lại hai ông. Ngày thành tâm nè. Lại có lại là được rồi. Cô lại hai ông. Xin hai ông hãy làm ơn phù hộ cho con có cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác. Thằng này nó có tâm, nó phù hộ cho nó đi. Rồi, mày xin đàng hoàng. Xin đi đàng hoàng, phù hộ.
Trời, tôi thấy cái mặt hai ông dễ thương quá. Đó, thấy chưa? Khỏi cần nịnh, mày chỉ biết cung kính là tao phù hộ. Hồi đó giờ, hai ông biết con không bao giờ xin hai ông điều gì. Hôm nay con xin nè. Xin là mình phải dâng lễ vật nó mới có thành tâm. Ê, có ăn, có ăn, có ăn. Sống là phải có cái tâm. Dạ. Yeah. Đây, trời hai con dâng chuối. Trời ơi, má ơi. Mày tốt hơn ba má mày nha. Chuối phải như ba má con. Suốt ngày ba cái đồ mũ đó mà cúng hoài, làm sao mà thần linh nào người ta chứng. Dạ. Dạ con xin hai ông. À. Dạ. Xin thần thánh dạ phù hộ cho con. Cho nó nha, nó xin được dạ. Cho nó nha. Xin cho ba má với người yêu của con tin con là con gái thiệt được dùng không? Mẹ nó trả này chuối lại mày. Trời đất ơi. Trời ơi, nói vậy là mày qua mày xin mấy bác sĩ bên Thái Lan cho tụi ta làm gì làm được. Trời đất ơi, nói vậy là hai ông không có chứng minh cho con hả trời? Ông làm phép quăng nãy chuối chi này. Trời đất ơi. Ờ, đang đói mà, thôi ăn dạ, đi. Không, ăn. Không. Dạ, chuối này là cho ông Địa. Dạ, chứ phải cho ông. Nhìn cái mặt ông là biết thèm chuối lắm rồi. Thôi để tôi lấy đi. Để tôi lấy thì tôi cho mấy trái. No, this is not for you. Yeah. Còn ông nữa. Ông dòm cái gì? Thấy ghét không? Má hồng mà ông đánh lố hơn tôi vậy đó hà. Đánh kiểu này chắc tuần hết anh họp phấn quá. Tôi biết sao ông phù hộ cho tôi rồi. Ganh tị nè. Bỏ đi nha Địa. Bỏ cái vụ bóng kính đi nha Địa nha. Thằng này nó vô duyên. Cái này là do lò gốm. Lò gốm nó vẽ cho bộ ổng tự vẽ hả? Lố quá. Bà hồng quá. Địa ơi Địa. Địa mà bóng chắc không ai thèm đâu nha. Đừng bao giờ có cái ý định mà bỏ làm bóng nha. Bóng bây giờ là phải như chế. Đó. Bóng là phải sử nhi. Phải trẻ trâu. Phải đẹp như chế. 57 tuổi chế muốn lấy chồng. Muốn chồng giàu đẹp lại có xe hơi. Chồng chế phải đẹp như bằng kiều. Chồng chế phải xích bát như đa nguyên. Chồng chế phải bự như quan lề. Bỏ đi. Thần tiên gì mà không có linh thiêng gì hết à. Ăn đi. Không có linh thiêng là mình đâu có phải. Mình đâu có cho ăn tươi sống được. Túi chuối này chuối sống nè. Không linh thiêng là phải cho ăn chuối chiên. Ngày mai em cúng cho chuối chiên ăn. Ê, bữa nào rảnh rảnh á, nghiên cứu thử cái con này nó hành tinh nào nó xuống vậy. Khổ quá. Ăn mà cũng bị hụt. Bà ra đây, cái gia đình. Ra đây. Ông ra đây. Ra cái gì? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Hả? Có cho biết. Hả? Bà phải trả lời tôi điều này đàng hoàng. Ông á, ông phải trả lời cho tôi biết á. Ông là đàn ông mà tại sao ông lôi tôi vậy hả? Đàn ông gì mà kỳ cục vậy? Cái gì? Đàn ông gì mà hành hạ tụi bay là vậy? Con người tụi bay cũng phải biết đang quay hình mà cho tụi tao thấy hình chút chứ. Ông làm phép đi chứ, nó làm sao nghe ông nói được. Ồ, điên. Đó. Giạt ra mới thấy hình. Ông kỳ nha. Cái gì? Ông chơi xô tôi hả? Bà xô tôi thì có. Tôi cà chớn vậy? Cái gì? Ông nghĩ chồng rồi ông ăn hiếp tôi vậy hả? Ông kêu tôi ra ông chửi cái gì? Tôi nói cho bà biết. Tại sao trong nhà này lại có một đứa con bệnh hoạn như vậy hả? Trời ơi, bệnh hoạn cái gì? Con tôi giờ tôi đẻ ra. Mà cái chuyện mà tôi đẻ được đứa con vậy là cũng ông hùng vốn nó mới ra được vậy chứ. Tôi hùng vốn, nhưng mà cái chuyện dạy dỗ chăm sóc nó là chuyện của bà hả? Bà nghĩ sao? Đó là Trần Mạnh Dũng, bây giờ nó đổi tên thành Mỹ Dung là sao? Trời ơi, Mỹ Dung là cái chuyện của nó. Nhưng mà bây giờ ông cũng coi kiểm tra lại cái gen của ông đi. Tôi nghĩ là cái gen của ông bị liệt rồi, nên con mình nó mới què rồi giờ nó mới bóng luôn vậy đó. Bà đừng có làm bậy. Tôi là một người đàn ông chân chính. Trời ơi, chân chính ghê ha. Chân chính thấy ớn luôn à. Chân chính mà giờ con tôi vậy đó. Không nói gì với bà nữa. Chuyện xảy ra như vậy tất cả tại hai ông này hết. Đúng rồi, tại hai ông này nè. Cái gì vậy này? Trời ơi, cầu nguyện quá trời muốn được cái gì hết trơn à. Ông nhìn cái gì? Ông còn nhớ lúc vợ tôi mang bầu, tôi tới tôi xin gì ông? Tôi xin gì ông chứ? À, tôi nhớ rồi. Lúc mà vợ nó mang bầu, nó tới nó xin là ông Địa ơi cho tôi đứa con trai. Ông quên được cái gì? Tôi nhắc lại cho ông nhớ nè. Lúc đó tôi xin một đứa con trai. Thấy chưa? Hả, cái gì? Ông vừa nói gì? Ông xin con trai hả? Đúng. Còn tôi xin con gái. Đã. Đứa xin con gái, đứa xin con trai, ta cho một đứa BD là được rồi.
Trời ơi là trời. Trời ơi là trời. Bà ơi. Trời ơi ông ơi. Nhìn hai ông này đó ha. Cho hai ông này. Tôi nhìn. Tôi cạn lên. Cạn lên. Cái nó ra nó chửi. Ra chửi xong vô nghỉ giải lao. Cái nó ra nó chửi. Trời ơi. Nói chung là em cũng cạn lời với ba má em. Trời, có cái gì mà em bóng gió thôi mà. Gia đình em xào xáo mỗi ngày. Cái này là lỗi tại ai? Lỗi tại ai? Nói chung là không phải lỗi tại hai anh. Đúng, thằng này. Cái lỗi này em biết là lỗi tại ai rồi. Tại ba má em. Trời ơi, mới đẻ em ra em cũng rất là manly. Nghe cái tên là biết manly rồi. Đặt cái tên Trần Mạnh Dũng. Dạ. Sau này qua Mỹ em lên Facebook em mới sửa lại là Trần Mỹ Dung. Dạ. Cho nó nhẹ nhàng chút xíu vậy thôi. Và dạ, môn thể thao yêu thích đó là gì? Đá banh. Trời, Trần Mạnh Dũng mà đá banh nữa thì thôi quá là men. Dạ, nhưng mà bữa em vừa ra sân cỏ, thằng cu đen đá một cái banh bạc vô trong mặt em một cái. Ông già ông đứng từ đằng xa, ông thấy cái banh vô trong mặt. Đau, sưng chù bá vậy đó, ông đâu có chịu. Ông cấm tuyệt đối từ đó không được chơi đá banh nữa. Thế là ông làm gì? Ông mua cho em cái banh nhỏ hơn, ông cho mua cái banh này. Trời ơi, cái banh này để làm gì? Em suy nghĩ ra, chỉ có thảy bắt chụp, em chuyển qua chơi banh đũa. Trời ơi, em chơi banh đũa riết mà ở trong nhà em không còn đũa để ăn. Dạ, chỉ có ăn muỗng thôi à. Đó, lỗi của tại ai? Đâu phải tội hai ông đâu đúng không? Tội ông bà, tại ba của em. Chưa có hết. Em đâu có muốn đẻ em ra mà. Trời ơi, đẻ ra Trần Mạnh Dũng. Tự nhiên cho bằng áo đầm. Nói chung là em cạn lời. Làm như túi ông về đây là để cho gia đình nó xả stress hay sao? Bây giờ tôi nói ông nghe nè, thấy thằng này nó tâm sự cũng tội nghiệp. Cái lỗi này là lỗi do 12 bà mụ nè. Đúng rồi, 12 bà mụ là bà nặng ngô người. Thôi được, để cái... đó tôi. Tôi điện lên nói chuyện với mấy bà coi đã. Ủa sắm hồi nào vậy, ai cúng? Nhà này là đâu có cúng đâu. Bên hai ông bên nhà bà Ngọc Quang cho. Trời ơi, bà đó bà cúng iPhone luôn hả? Alo. À, 12 bà mụ hả? Ai phụ trách về vấn đề trai gái á? Bà Chính hả? Bà đâu rồi cho tôi gặp bà chút. Gì? Kéo máy hả? Bà đang kéo máy rồi. Vậy đó hả? À, lát nói bà về á, giúp giùm tôi nha. Quan trọng là bà ăn hay thua. Bà ăn thì bà về cho bà thua bà ở luôn chảnh á. Kệ đi, nhắn lại giùm tôi. Ờ. À. Tôi ở 58261 Brockhouse Street. Cái gì? 58261 Brockhouse Street nè. Đổi lại giùm cho cái thằng họ Trần nha. Bây giờ đổi lại. Rồi cảm ơn. Rồi. Xong. Rồi 12 bà mụ rồi. Trời ơi tôi nói. Đổi lại rồi. Nhà này chi được không được cái gì hết trơn. Suốt ngày nó chửi không. Kệ nó đi. Chửi với hửi khói. Về kìa. Đó, nó chửi nữa bây giờ đó. Tháp rồi nó dụi nè. Dụi xong cái nó chửi. Nó chửi xong cái nó phun nước miếng. Số. Kính thưa thằng Tài và ông Địa. Ủa sao bên này nó lạ vậy, nãy lịch sự lạ vậy? Đã từ lâu con đã lớn tiếng nặng lời với hai ông. Trời ơi, hối hận à. Con thành thật xin lỗi. Con chỉ xin hai ông kể từ ngày hôm nay phù hộ cho con sống bằng chính mình, sống một cuộc đời một người bình thường. Chứ mà sống cuộc đời bóng gió khổ lắm hai ông ơi. Cái gì vậy? Trời đất ơi. Ba. Kêu ba không thích. Chế ba. Trời chế ba quay mặt nhìn liền vậy đó hả? Trời ơi chế ba. Sao vậy chế ba? Con về đó hả? Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi. Bây giờ chế ba lộ luôn hả?
không lẽ nhà có hai chị em? Trời ơi, nào giờ tôi tưởng tôi lấy chồng, ai dè bây giờ tôi mới biết là tôi đang sống với một bà chị già lâu năm. Trời ơi, bà ơi, cái gì vậy? Tránh ra đi. Trời ơi, ông tránh tôi nha. Bà ơi, tránh ra. Bà nghe tôi hỏi một câu thôi, bà cho tôi hỏi một câu thôi. Nghe bà nội hỏi đi. Một câu thôi nha. Hỏi cái gì? Áo đầm mày mua đâu đẹp vậy? Giờ hỏi tao đầm luôn rồi nè. Áo đầm đó em dắt má đi mua. Dạ. Vậy hả? Ờ, bữa nào em dắt chị ba đi luôn. Ờ, nhớ à, nhớ giữ lời nha. Chế ghét mấy người mà sai hẹn lắm á. Ủa, ông làm cái gì mà tầm lâm chuyện xảy ra vậy ông Tài? Chắc là do tôi rồi. Hồi nãy tôi điện 12 bà mụ, tôi chỉ nói cái họ, tôi đâu có nói cái tên. Trời ơi, thằng này là chủ nhà, bởi bà đổi nó qua cái giới tính nữ rồi, chết cha rồi. Gọi bà coi. Thôi khỏi gọi đi, mình hiện ra luôn đi. Nó không có tin đâu, mấy đứa này làm sao nó tin thần thánh mà hiện. Hiện đại ra đi, giúp nó đi. Hồ Biên. Thì bà, em thấy cái áo này nó hợp với cái màu tóc của em. Bữa nào đưa. Ê, thấy không? Ủa ai vậy? Đằng sau nữa kìa. Dạ, thôi nhà. Trời dạ. Ơi, cái gì vậy trời? Chưa đến Trung Thu mà ông đĩa đến đây múa làm chi vậy trời? Ê. Ủa, múa bà nội mà chứ ông múa. Ơi, ông ơi, qua đây. Nói rồi, có gia đình thần thánh nó không có tin. Thần thánh mà nó coi thường quá. Dạ. Đâu có phải, dạ, không phải. Nhà có chuyện buồn, tụi em không có coi cải lương đâu. Dạ, đi về đi bữa khác. Không phải cải lương. Ủa chứ, đâu mà tới đây. Tụi em nhìn vô trong cái trang coi có không? Hả? Trời ơi. Ủa, vậy? Đúng rồi bà ơi. Ta xin giới thiệu cho các con biết. Thì đây là... Đây là ông thần tài. Hả? Tên thường gọi là David. Ông tài tên David à? Nào, lấy cái tên nó lạ để người thường người ta không biết, hiểu không? Còn ta là thổ địa. Tên của ta là Jennifer. Hả? Cái gì vậy? Em nghi lắm đó. Rồi mà trời ơi. Thấy em hả? Hồng đỏ vậy là em nghi rồi. Em, trời em. Ơi. Thích quá. Thôi đi. À đúng rồi. À, bà ơi, đúng là thần thánh rồi. Chân đứng không chạm đất nè. Mày điên hả mày? Chân đứng không chạm đất là ma. Đó là thần mà. Lộn. Bây giờ vậy nè, thấy gia đình tụi bay như vậy, xào xáo như vậy, tụi ông lên á là để giúp cho các ngươi. Dạ. Quan trọng là tin chưa? Bây giờ tin chưa? Dạ tin. Dạ tin nè. Gia đình con xin ra mắt thần tài và ông địa. Dạ. Ra mắt hoài, mày lại hoài. Con kia mà đừng có lại, hai đứa này lại thôi. Sao vậy? Dạ con quên. Con hôm nay con mão hở ha. Bây giờ tới đây rồi. Dạ. Tao hiện ra đó là dạ. Tại cái lỗi của tao. Bây giờ tao quá phép mày thành đàn ông trở lại. Dạ, ông. Thành tâm đi. Thành tâm đi ba. Thành tâm. Hồ Biên. Hay quá. Xong rồi đó. Hay quá. Ba đã trở thành đàn ông rồi. Cái gì vậy? Ông có làm gì đâu. Trời cái ơi. Gì vậy ba? Ông Tài, ông Địa ơi. Trời ơi, ông Tài, ông Địa biến sao mà giờ ngôi nhà không có đàn ông luôn vậy? Có mà, tao biến rồi. Giỡn thôi, tôi bị liệu. À, liệu trở thành đàn ông rồi. Đàn ông thì cảm ơn thần tài. Trời. Không sao làm đâu. Làm lại lần nữa coi có đàn ông chưa ba? Hả? Làm lại lần nữa. Đàn ông. Đàn ông rồi nè. Bây giờ ta nói cho các con nghe. Thôi, đàn ông ra để cái ngón tài gì hết á. Thầy ơi. Tôi làm lại. Nhỏ rồi mày ơi. Mày đúc hai tay vô túi giùm ta đi. Ở đó, đó. Con tôi nó bóng cũng do cái ngón tay từ từ ông ra đó. Ta nói cho các người biết. Dạ. Sáng nay ta nói luôn, con của các người như vậy, giới tính đó là do trời định. Đúng rồi. Dạ. Không phải là cái bệnh. Đúng. Dạ, nếu bệnh á là đã có thuốc chữa rồi. Đúng. Dạ. Đây không phải là bệnh. Đúng. Thành thử ra không được kỳ thị nó như vậy. Đúng. Dạ. Miễn sao nó sống tốt, sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng rồi. Dạ. Ông Tài, ông Địa ơi, giờ đã biến chồng con thành đàn ông, rồi biến này cho nó đàn ông lại giùm con đó, chứ để người ta nói bệnh hoạn, tội nghiệp nó lắm. Không có biến cái được gì vậy má? Chồng mày là nãy ta sinh, ta mới biến được, chứ còn là nghĩa là mày bẩm sinh. Hiểu gì hết trơn. Hồi nãy ông mới vừa nói đó. Phải hiểu, có những thể loại thay đổi được, còn có thể loại của thằng này là nó vô xương rồi. Nó vô tới máu rồi. Không, nãy ông thần tài đã nói rồi, cái này nó phải là cái bệnh. Ha, cái bệnh là mình phải chữa hết đúng không? Sida bây giờ người ta còn chữa hết mà. Cái này là trời cho. Dạ, có muốn cũng không được. Đúng rồi. Thôi nè đi. Thôi để tao vô tao không ngồi. Hả trời. Em nè, thấy nè đi, cái bệnh delay dữ lắm. Mệt bà quá nha bà Jennifer.
You're not my type. Bà, he is. Bà, gì ông? Giờ tôi hiểu rõ câu chuyện rồi. Ừ. Thôi bây giờ tới từ ngày hôm nay tôi không có đai nghiến mà nữa. Con, lại đây. Bà, tôi nói thiệt với ông á ngang. Bóng bây giờ là thiên tài không đó. Make up cũng giỏi nè, thấy không? Làm tóc cũng giỏi nè, thấy không? Nấu ăn cũng giỏi nè. Nói chung cái gì mà bây giờ là thế giới thứ ba là tôi thấy thành công và thiên tài hết. Dạ, đúng nói không nói chung con? Là bóng bây giờ nó bá đạo. Đúng rồi, chỉ có mình mày bóng là dở nhất đó. Thôi được rồi, bà vô ngồi trọng đi nha bà Jennifer. Thôi được rồi, ừ. Bây giờ ba sẽ thương con như là một đứa con trai bình thường. Ừ. Nhưng mà ba chỉ ngại một cái là ngại gì ba đang muốn có cháu đích tôn nó nói dòng nói dỗi. Mà con thì vậy thì không biết làm sao. Thì bởi vậy. Có gì đâu ba, tại con không muốn thôi. Cầu được ước thấy, muốn là được thôi à. Con gồng lên là được hết đó ba. Vậy, dạ. Vậy là ba con thấy tâm rồi, dạ. Có người nè, vợ bốn con vẫn bóng như thường nha. Nhưng mà ba à, đời người con gái, bây giờ con đi lấy vợ rồi con có con, rồi con làm được bao lâu? Được cái gì? Tội nghiệp người con gái người ta đúng không ba? Đúng rồi. Ba cho con sống với chính bản thân của mình. Thôi được rồi. Miễn sao con sống có ích cho xã hội là được rồi. Đúng giống rồi. Như ông thần tài nói, đúng không ba? Đúng rồi. Con hứa với ba, con sẽ là một người đàn ông. Con là một người có ích cho xã hội thôi. Bỏ cái chữ đàn ông đi. À, công nhận nha. Vậy thì mình hạnh phúc quá. Hạnh phúc rồi nè. Tôi cảm ơn thần tài thổ địa là hôm nay về đây ha, giúp cho gia đình mình hạnh phúc đoàn tụ, không có hiểu lầm nhau nữa. Ông tài ông địa ơi, để hôm nay con đi mua trái cây, con dâng con cúng cho ông tài ông địa nha. Mày quay mặt ra ngồi kia đây. Dạ. Để má, má, quay không không à, vậy vậy thôi, để con mua heo quay con cúng cho ông tài ông địa. Đó, bữa nay được. Heo quay, heo quay. Trời ơi, chuẩn bị đi gì đó, gì khám bệnh gì đó. À, mở trong má. Để anh heo lo. Quay, mua heo quay không? Để anh lo nha. Ăn này bây giờ được rồi nè. Thay đổi rồi. Để anh lo. Nó ngộ ra được rồi. Nha. Ba làm bây giờ trọng quá ba. Tất cả quỳ xuống. Dạ dạ dạ. 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 Kính thưa ông thần tài và ông dạ. Thô Điền. Hôm nay gia đình cũng được hạnh phúc là nhờ hai ông ra tay giúp đỡ. Chúng con xin nguyện khắc ghi ơn sâu trong lòng và để cảm ơn. Chúng con xin hai ông hãy tiếp tục ở lại nhà con tới suốt đời. Dạ, được, được, ở được, được. Còn cái chuyện mà vợ con xin cúng kiến. Dạ. Hay quay làm cái gì? Tất cả đều do tâm mà ra. Chỉ cần một nén nhang là đủ. Dạ. Dạ. Thôi, ta nghỉ trước nhiệm kỳ. Thôi, ta đi. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Thôi, đi, đi. Qua nhà bằng Kiều thử. Thử cái gì? Thử đồ ăn. Tôi đi nữa, tôi đi nữa. Đi luôn đi. Thôi, ra đi, thử sao ơi. Thôi. Con nói giỡn. Trời ơi, nói giỡn thôi mà nghe. Dạ. Thôi biến nghề đi. Dạ. Quay lại đi ông Địa, ông Tài ơi. Dạ.